Magui được khuyên tìm bến đỗ mới bởi sao chơi trung vệ quá hay. Cựu trung vệ Rio Ferdinand đã khuyên Harry Maguire tìm kiếm một câu lạc bộ mới sau khi cầu thủ này tiếp tục phải ngồi dự bị tại Man United dưới thời huấn luyện viên Ten Hag. Tuyển thủ Anh mới đá 93 trận mùa này tại Premier League và chỉ góp mặt trong 13 phút ở chiến thắng 3-0 gần đây của Man United trước Nottingham Forest. Mặc dù là một phần không thể thiếu trong thành phần đội tuyển quốc gia Anh, nhưng Maguire lại liên tục bị Ten Hag bỏ qua ở câu lạc bộ. Mới đây, cựu trung vệ Rio Ferdinand đã khuyên Harry Maguire nên tìm bến đỗ mới trong sự nghiệp sau khi thấy Ten Hag có lần thứ hai liên tiếp chọn Luke Shaw làm trung vệ lệch trái khi Manchester United làm khách trước Wolves. Điều đáng nói là Shaw đều chơi hay và ấn tượng dù không phải đá sở trường. Việc Lindelof và Maguire phải ngồi dự bị cho thấy cái nhìn của Ten Hag về vấn đề này. Nếu tôi là Maguire, tôi sẽ đi tìm câu lạc bộ mới. Ở đội tuyển Anh, cậu ấy chơi không tệ nhưng ở Manchester United, điều đó không xảy ra. Cậu ấy sẽ không bao giờ là lựa chọn hàng đầu của Ten Hag. Với cách làm việc của Ten Hag, Maguire rất khó có thể là một trong hai lựa chọn của ông cho vị trí trung vệ tại Man United. Nếu là tôi sẽ nói với người đại diện của mình hãy đi tìm một câu lạc bộ mới, nơi tôi có thể thi đấu thường xuyên và tận hưởng thứ bóng đá của mình. Ferdinand đưa ra lời khuyên. Trong quá khứ, Maguire từng là nhân tố quan trọng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và Ranganit mùa trước, ra sân 28 trận, nhưng giờ cầu thủ 29 tuổi chỉ được ra sân 5 trận trong mùa giải này. Còn ở vòng chung kết World Cup 2022 vừa qua, Maguire chơi gần như trọn vẹn các trận đấu của đội tuyển Anh từ vòng bảng cho tới tứ kết. Ở vòng 18 ngoại hạng Anh 2022-23, Man United đã đánh bại Wolves với tỷ số 1-0 nhờ công Rashford, 76. Với 3 điểm này, Manchester United tạm thời vươn lên thứ tư khi có 32 điểm.